tính từ thứ khách. Đoàn tàu SE2 đang trên đường đưa khách từ đến ga Hà Nội là ga cuối cùng của cuộc hành trình. Khách có vé xuống ga cần chủ động lấy tư trang để xuống tàu, tránh làm lẫn bỏ quên lại trên tàu. Khi tàu ở ga, khách từ cái đoàn tàu thực sự ngừng bánh hẳn trong sân ga và mới xuống tàu, cho nên vội vã để tránh xảy ra tai nạn. Thay mặt hành đường sắt, tổ công tác trên tàu chúng tôi kính chúc quý khách ra về vui vẻ, mạnh khỏe và được nhiều may mắn. Xin gặp lại quý khách trong những chuyến tàu sau. Xin cảm ơn quý khách.